Chú Sáu chào xong rồi chú Sáu cái tiếng ra trước ha. Không, chú Sáu đang trước là nó chuẩn bị đi. Thì là chú Sáu giới thiệu nó rồi nó ra. Thì hết tiếng một quá. Chú Sáu nói cảm tưởng. Ra chú Sáu nói vài lời nữa. Nói dạ. Nói xong chú ra ngoài chú nói một hai lời nữa để chú cảm ơn khán giả nữa. Ha. Trường Giang, Phú Quý. Trường Giang Phú. Đi thôi. Ủa, bà Khôi hả? Bà Khôi phải không? Dạ, dạ, nó Duy, Duy Khôi Thái Dũng. Ờ, không, Duy Khôi, Trường Giang, Duy Khôi, Phú Quý. Khi chú Sáu ra ngoài luôn hẳn con mới kéo ngoài. Để đó. Đó. Rồi xong chú Sáu giới thiệu qua hết. Xong sẽ từ đây chú để nó tặng qua chú Sáu hết là bốn đứa nó trong nhà để chào mà cái xe chào thì chú Sáu bước ra cái bàn kéo đó. Từ hôm mà có tới giờ luôn hả? Dạ không, gần đây là mình hồi đầu năm là ví dụ liên quan kịch nói là các làm ở bên sân khấu mới Hòa Bình á, cái nhà mới cũng Hòa Bình mà ở đùa hai. Dạ không, có nghĩa là nó thuê cái chỗ đó để làm cái điểm diễn viên thôi trong cái liên quan thôi, giống như cái đơn vị đó họ chọn cái sân khấu đó làm cái chỗ riêng của mình, còn tập trung ở đây á mà đăng cai là nhà hát Trưởng Đan, cái làm này đăng cai thì đơn vị nào vô mà không có điều diễn là diễn tại đây, các đơn vị Hà Nội với bên trường ở kia là diễn tại đây, nhưng mà Hà Nội thì sau tháng rồi mình vừa đổi đây là cái đơn vị khu vực phía Nam, một số là xã hội hóa đơn vị nhà nước không thành tiền tới chưa? Xong rồi. Dạ. Bây giờ cái chó này một cái là hay giờ là cũng giống như em vậy đó. Dạ. Tất cả mọi người cũng rất là kết hợp. Chúng ta được tiếp một sao mà giờ này cũng có thể đủ quá. Dạ. Đây là một cái điều mà anh rất là cảm động. Và cái tình thương của các anh em dành cho anh. Dạ. Như em đó. Bây giờ là tiếp một cái gì? Và giờ này chưa có mặt rồi. Dạ. Đó. Anh nói là hôm nay có mặt của sư phụ Thanh Điền là người dân tộc tuổi Bảo Trung lên anh Trần Đánh, nhưng mà đặc biệt tức là một người anh và một người anh từ ngoài đời cho tới trên sân khấu là anh Bảo Bất cũng đã ủng hộ tinh thần và lo cho Bảo Trung tới giờ ngày nay. Bởi vậy mới để Bảo Trung dạ. Anh em ai vô gặp anh nhiều nhất. Rồi ok dạ. Đi đây. Chào chú, đây cảm xúc sao trước giờ mở màn chú? Cũng rất là lo. Dạ. Cái khi mà tổ chức thì rất là sung. Dạ. Nhưng mà khi vào trận rồi thì cũng rất là lo. Dạ. Cái lo đó là tại vì mình lo các anh em rồi bạn bè thân hữu thì rất là đông. Dạ. Mà cái tên tuổi của các anh em nghệ sĩ là cũng rất là nhiều, mà khán giả thì quá trời đông đi. Dạ. Không có vé để mà đáp ứng cho khán giả nữa. Dạ. Mà bây giờ anh em nghệ sĩ chúng tôi mà hát mà không hay nữa thì thôi là chết. Dạ. Thì lo là lo cái điều đó. Dạ. Và rất là cố gắng để mà làm vui lòng cho khán giả của mình. Dạ. Lần này gặp lại thấy chú rất là trẻ trung hơn mấy lần hơn xưa luôn đó. Bí quyết gì không chú? Bí quyết gì đâu, mình cứ yêu đời lạc quan là tự nhiên nó trẻ thôi. Dạ. Giống như chú cá con vậy đó. Ừ, lúc nào cũng trẻ trung hết, lúc nào cũng trẻ yêu đời hết. Chú ơi, lâu quá mới gặp lại khán giả Việt Nam, cái cảm xúc chú có xúc động không chú? Cảm xúc chú thế nào chứ? Gặp lại khán giả Việt Nam chú rất là vui, bởi vì khán giả lúc nào cũng yêu thương chú. Dạ. Khi họ gặp như là họ gặp gỡ một cái người ở trong gia đình. Dạ. Và họ đến họ xin chụp hình, họ xin chụp ảnh. Lúc đầu thì họ đến họ cũng có một cái e dè là không biết là Bảo Quốc như thế nào, có chịu chụp hình không. Tới khi mà gặp Bảo Quốc rồi thì họ là càng thương nhiều hơn nữa. Dạ. Vì mình rất là dễ gần với tất cả mọi người. Dạ. Bởi vì người ta thương mình mà. Dạ. Thì mình phải đáp lại cái lòng thương yêu đó chứ sao. Mà chụp hình mà cười không ngồi hai cái này nó mỏi. Dạ con chúc chú đêm diễn thành công mà chú sẽ nhiều sức khỏe để mình đứng trên sân khấu tới 90 tuổi, 100 tuổi luôn nha chú. cảm ơn chú các con. Dạ chị. Nhiều youtuber quá. Cô lại thị vô. Ủa anh thì chừng nào mà anh lại sớm vậy? Ủa em biết rồi đó, chừng nào rồi. Các bạn rồi. Dương đi.
cây kỳ và ra lên sớm. Tao mua rồi, tao lo hết trơn rồi. Mua lo mua rồi. Mua hai. Ai trong mẹ. Cái này rốt là nó la quá trời luôn mà. Em nhớ không? Anh la em đó. Sao? Anh nó sao hổng bị bắt mày bái mày giống như là em quậy á. Tưởng là em quậy. Không nên tâm. Nó móc em giải nó được cái thả xuống. Ai chứ cho tâm vậy cũng quậy thôi. Quậy dữ lắm luôn. Tại vì em đóng da BD mẹ nó còn cái đồ sao vậy nè. Nó lại móc mà những gì giờ em chuẩn bị em ra đó. Cho rảnh. Móc kia rồi kéo về bài lên chưa? Mấy kia kéo về bài lên. Em đi hát ở đó có nhiều chuyện vui. Dạ. Vui lắm luôn á. Anh chứ hồi đó anh sợ em hư đi. Đi trên ngôi cái anh sợ em hư đi. Anh mới la em. Để em quậy á. Không tiền đó. Thằng Nam nó sáng lắm. Nó nói hốt dài dữ lắm. Cái chuyện này à, được. Anh làm được. Tự có nhiều gì sao làm. Đại tới rồi coi tới nhiều cũng có nhiều cái lạ rồi bắt đầu viết đâu viết rồi tới giờ tốt á có nhiều giờ sao giảng giờ Nam cái đó rồi anh xin đưa em về gì vô chùa đó à. Lấy cái nghề này đó có những cái vai mà không có mà thành có là tự nhiên nổi danh dễ như em rồi đó hoặc là bây giờ cũng vậy đó. Không có cần hát vai chánh ở trong phim hát mấy vai cùng cùng diễn xin dặn ba dặn đồ nó làm mà người ta nhớ họ lãnh cái gì hay chàng chàng giang bệ hải giống như cái bê cái gì đó đi em bác cái thành nam á nó đi đâu nó đi hoài đi lãng nhách không á không có gì vô cái gì hết trơn trời gì nữa đây cái chuyện lên đây lâu quá mới gặp qua lâu quá mới gặp qua đây đây em đang ngồi anh lại ngồi kỳ quá đâu có kỳ đúng là kỳ anh ngồi đó rồi em quỳ chưa anh đâu ngồi với kỳ đó kỳ cục quá ngồi đi ăn ngồi chơi đi anh đang suy nghĩ coi cái vai em coi anh chơi cục lỏng cho mình ngồi mất dạy á anh kêu nó anh đưa kêu lên đây ngồi nè cảm em lên đây ngồi không đi ngồi kêu khóc kêu tiền đi điên dạ ok trời dạ em đứng này là biết đầu tư luôn á. Dạ. Giờ tôi thấy mặt này cũng tẻ quá, không nhìn được. Qua đi bên kia rồi, mệt. Có thấy nhìn cả mặt không? Sắp nặng vậy. Nếu như cái mặt tao có sáng nào đâu. Có coi. Coi nhưng mà của Thượng Hoàng rưa mới có anh. Không biết có tu. Đó. Có sao đâu rồi, sao kiểu chơi vậy. Nè, tới nhà xong rồi, tới anh Út nha. Kéo tụi mình giờ hôm bắt cho vui. Ủa, giờ kỳ lắm rồi. Tăng tốt kỳ. Dạ. Tăng đổ kỳ. Chú hả? Em mới đi cái nhạc đúng không? À, quên. Sao đi chờ? Em mượn chút. Em mượn hả? Tao nào vậy? Hả? Điệp viên mà quá ghê thằng mày đó hả Điệp giờ thứ ba trẻ quá trẻ thiệt chứ trời trẻ mà giống kêu mời thấy không trẻ giống cái châu anh châu giật kiếm ông đó thì trẻ luôn không nhẹ không vô cái gì cũng vô gì không phải đâu ổng ổng cái mặt ông trẻ sẵn nhưng mà tôi thật sự các bạn nha
thấy là tướng còn phúc rồi. Chưa hả? Chưa hả? Không chết lại. Con mấy giờ? Ớt. Ăn bận thôi. Dạ thôi. Tới giờ rồi á. Tới giờ hả? Chuẩn bị rồi. Từ quý khán giả, kính chúc quý khán giả có một buổi xem nghệ thuật thật vui tươi và thoải mái. Xin chân thành cảm ơn. Hân hoan chào đón quý khán giả đến tham dự chương trình hôm nay. Trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi xin thông báo một số quy định như sau. 1. Thực hiện nếp sống văn minh, quý khán giả vui lòng ngồi đúng số ghế. Theo quê hương nhân quán dân xưa kia mình mơ được. Trời ơi tháng sáu thế lương như mẹ hai người tuyệt vọng đang đứng mơ giờ trong tim trong kinh quang. Vâng, xin cảm ơn quý vị trong làng sân khấu và sự đẹp. Ví dụ như ngày xưa có Bạch Tuyết, Hùng Cường, Minh Dương, Lệ Thủy, gần đây nữa là và nam nữ nghệ sĩ đó đã được quý vị yêu thương và dành trọn cái tình cảm của mình cho những đôi nghệ sĩ đó. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình, Kim Lâm sẽ được giới thiệu tới quý vị một tình yêu của Kim Tơ Long sẽ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, một khuôn mặt khá. Xin quý vị chào đón nữ nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Cảm ơn anh. Cao quá, bữa nay cao quá.